Việt Nam Puchiki nhá. Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad, thì vừa anh em nghe rồi đấy, đã có thanh niên gọi là Việt Nam Puchiki rồi. Đáng lẽ ra là thanh niên đấy nó gáy từ cái lúc bắt đầu lên máy bay cơ, nhưng mà lúc ấy mình chỉ bấm quay. Thanh niên này gãy ghê lắm, nào là Việt Nam Puchiki rồi chửi nhau gọi là om cái máy bay lên. Thì hôm nay mình thử vào đây xem nào Việt Nam Puchiki nó như thế nào. Thì đường bay thì cũng bay qua Puchiki rồi. Đâu rồi, có ai ở đây không? Ủa sao, à đây rồi, ui khá đông. Như vậy là chắc là thanh niên này ở trong này rồi. Chúng ta cùng gặp xem trẻ trâu Việt Nam Puchiki thế nào. Gáy kình năm. Ui chỉ có cây lục thôi, không có gì rồi. Thì sau bao nhiêu ngày mình toàn làm clip về mấy người lạ thôi, thì cũng chưa có cái clip nào mà đi solo squad cho anh em xem. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad thôi. Đây có cây shotgun này, hơi khoai nhở. Rồi bắn nhau rồi kìa. Không có cây súng xịn xịn nào để mình đẩy sang nhở. Vẫn không có súng rồi. Toang rồi. À có con bốt à. Bốt hay người? Bốt hay người? Bốt hay người? Ui rồi. Ui 3 viên 4 viên. Ui vãi nồi à. 4 viên shotgun không chết này. Con bốt ra châu này, đưa súng đây. Rồi có cái barrel luôn này, thơm này. Bây giờ thì có súng rồi. Quẩy cho ấy. Mình sẽ đẩy sang dần dần để sang bên kia luôn, cho mấy ông này không kịp trở tay thay quần áo luôn. Từ từ đã. Làm bình nước đã. Máu mình bị con bốt nó rỉa mất khá là nhiều. Ui có cả M4 này. Cầm M4 luôn đi. Ui dã nhau căng rồi. Mấy ông bên này dã nhau bắt đầu căng thẳng rồi. Từ từ đã mấy anh trai, cho em bơm cái ít máu lên thôi. Đâu rồi, mình đẩy sang dần đi. Á đủ, có tiếng nhảy. À này thì lên trần nhà này, không để ý sau lưng này. Một tên ra đi rồi. Đẩy dần sang nha anh em. Có tiếng chân. À từ bên ngoài đường chạy vào này. Nào chạy vào. Nào thì chạy vào đây. Chạy vào đây này. Một tên nữa này. Mình gạt gió luôn. Cái ông bò này này. Cái hết được một mạng luôn. Bò đi đâu này. Làm sao mà bò được với mình. Đâu rồi. Đồng đội của bạn đâu. Chắc chắn vẫn còn rồi. Lúc mình quay sang là mình thấy có hai team cơ mà. Hai team nhảy vào đây cơ mà. cũng mở bốn các thứ. Thanh niên này cũng húp được ở đâu cũng khá nhiều đồ. Tự check đằng sau nữa. Im ắng thế nhở. Không có rồi. Chắc đồng đội nó ở bên kia rồi. Bên bên gần khu đường ấy. Đây. Chắc ở bên này đây. Có không? Tự nhiên bắn xong phát im hệ. Im bặt luôn. À sau tường kìa. Sau tường này. Sau tường nào. À rồi, hello bác tài. Mình đẩy mình công luôn sao ông này. À rồi sấy mình luôn này. Nào sấy à. Bước ra đây. Nhảy. Chạy đi đâu này. Ui giời ơi, Phi Phương ơi. Phi Phương chạy đâu vậy? Chạy làm sao được. Đồng đội ở đâu không biết. À đây rồi. Này thì nấp sau tường này. Ui, một pha sấy M4 không scope của mình. Rồi như vậy là clear rồi đấy. Clear team này. Còn không biết là còn không. Mình nghĩ chắc chắn là còn. Tại vì là mới hai team. Mà thấy hai team mà thấy có bắn nhau có gọi là bắn nhau có mỗi tí à. X6 này. Được thực sự luôn này. Chắc chắn vẫn còn. Mình đổi sang cả AK luôn. Mình cầm combo súng sấy. Tại vì đi solo squad mình hay cầm như thế này. Ok rồi, đi tìm tiếp, tìm chắc chắn còn rồi. Kìa kìa, chạy qua đường này, á đủ. Chạy qua đường, thanh niên này sang lấy xe đây. Chắc là sang lấy xe cho đồng đội rồi, chắc chắn là như vậy rồi.
bạn chạy đi đâu bây giờ? Rồi bây giờ thì lại sấy nhau dã nhau rồi. Bình dồn. Ui, sấy lâu thế. Bình dồn tận 50 mấy viên cơ mà. Sấy căng thế nhở. Này, ui, định cãi ép một mạng mà ông kia ông ấy gạt luôn rồi. Đây rồi, có tiếng chân ở gần mình. À, lo do à? Nào, lo do này. Ui, chạy được rồi. Hello bác Tài. Hello bác Tài. Rồi, kia kìa. Đây này. Ui ôi, thế mà không chết này. Nào, bước ra đây xem nào. Ui ôi, mù mắt. Như vậy là còn nguyên một team anh em ạ. Mình thấy tận 2-3 thằng luôn. Ui ôi, đậu phộng. Nó vướng ngay cái niếp chứ. Bây giờ bạn có sang cứu đồng đội không? Mình cho các bạn 30 giây này. Để gọi là vừa hỏi vừa trả lời này. 30 giây của bạn bắt đầu rồi đấy. Nhanh lên. Đồng đội của bạn đang đau bụng thấy mẹ kia kìa. Qua đi, mình nói thật. À bây giờ, đây rồi, qua rồi. Qua rồi này. Làm sao mà kịp phản ứng. Quăng sờ mốc à. Để có khoảng 10 quả sờ mốc cũng vậy thôi. Nào, ra thò ra đi mà cứu. À đây rồi. Thò ra cứu này. Cờ lìa luôn. Dễ quá anh em ạ. Chỉ gọi là mất một chút máu của mình thôi. Thôi di chuyển đi. Mình đi săn người đi. Như vậy là chúng ta vừa cờ lìa gọi là cái Pochinki của một anh trẻ trâu nào đấy. Ui trên, trên đồ nhà Doraemon này. À đủ. Càng thế. Hello bác Tài. Từ từ đã. Mình phải lấy góc là mình quay. À đủ. Có thằng. Có thằng ở đây này. À. Hello bác Tài. Xe này. Tay lạn. Tay lạn. Ui trời ơi. Mình đã gào lên là tay lạn rồi mà thanh niên vẫn còn đứng đây bắn mình anh em ạ. Như vậy là một cái chết coi như thế là ngu người. Đã hô lên là tay nạn rồi. Mà không biết đường tránh. Tương lai ở trước mắt rồi mà thanh niên này không biết đường mà gọi như là tránh khỏi thế này thì thôi. Bạn đèn lắm. Không biết là có phải là thanh niên này là team ở trong cái nhà Doraemon kia không? Á đủ. Không phải rồi. Không phải rồi. Nào, cho cái đầu lên. Nào, cho bạn quả nết này. Nào, ăn quả nết này này. Quả nết này là thôi chết hai bạn luôn này. Quả lên này. Ôi, cái đậu phộng. Đù mẹ. Mà quăng quả bom. Đúng lúc quăng thì mình dịch cái tâm xuống. Ấy ngay vào cái thanh sắt. Đậu phộng. À, bước ra đầu này à. Đây đây, thanh niên này đi sang đầu này. Ông này đi sang đầu này à. Đi sang đầu này làm gì? Đi sang đầu này làm cái gì? Lói cái chóp đầu lên này. Đồng đội đang loay hoay. Có một tên chạy vào này. Ui, đủ mé, hơi mù mắt anh em ạ. Đó. Bước vào đây này. Công mình là một sai lầm. Trả giá ngay. Nào. Còn bạn nữa. Bạn bơi vào đây. Nào, bạn bơi đây bạn ơi. Đó, lo dò à. Này thì bơi vào này. Này thì bơi vào này. Bơi vào với chúng tôi này. Này thì nhấp nhả này. Như vậy là 3 tên. Còn một tên nữa thôi. Mình nghĩ cái tên này là cái tên ở trong trong nhà đấy. À team này là team ở trong nhà đấy. Làm sao mà chạy được. Đâu rồi. Còn một tên nữa. Mình vừa nốc một đây rồi. Ăn mạng rồi. Mình đi lùa luôn cái thanh niên còn lại. Ừ. Ra kiếm ít đồ đã. Thôi đi lùa luôn anh em ạ. Còn một tên nữa thôi. Sau khi gọi là một vòng, gọi là mình đi một vòng xe thì cũng không thể tìm thấy. À đủ. Đây rồi. À sao tên này nó vẫn ở trong cảng nhở. Tên này vẫn trong cảng luôn. Tên cuối cùng đây rồi. Chắc chắn rồi. Nào bạn bước vào đây xem nào. Hello anh trai. Đâu rồi. Ui. Vừa thấy xong mà. Mình vừa thấy cái ông thần này ở đây xong cơ mà. Đây rồi. Nào bước vào. Bừng ơi, mở cửa ra này. Cất súng à. Thanh niên này không nghe tiếng chân mình ở trong này rồi. Trả giá ngay. Ok, vậy là clear cái khu này rồi. Chúng ta
lên đường. Đây, mình ra thính này xem có gì không. Thính này, có xe này. Có xe luôn này. À rồi, thấy rồi. Mình thấy rồi, một tên đang chạy kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Một tên đang chạy này. Chỉ là một con bốt thôi. Một tên bên kia. Để mình vòng xe, để mình vòng sang bên xe nào. Đâu rồi? Không thể thấy luôn anh em ạ. Mình đứng từ cái lúc mình đứng gọi là đứng khoảng gần một vòng bo lận mà cũng không thể tìm đấy. Mình vòng sang, không biết thằng ấy nó chạy kiểu gì. Chết rồi. Mình toang bo quả này rồi, cứ mải cam nó thôi. Chết rồi. Xe này còn bị nó phá chứ. À đây rồi, trước mặt có con xe này. Mình tới mình lấy con xe này đi. Không thể nào mà chết gọi là nhạt nhẽo như vậy được. Lấy con xe này. Ui con xe này điêu thế. Ui hết mỡ xăng rồi. Thảo nào nó vứt ở giữa đường thế này. Rồi toàn mẹ rồi. Bo này đóng. Đóng này thì đau rồi. Bây giờ còn khá là đông mà mình còn đi xe vào. Xe nổ vào bo này nữa. Nó bắn ra một quả thì thôi. Gọi là thấy mẹ luôn anh em ạ. À đủ. Có người chạy. Mình thấy rồi. Chạy qua đường, vừa chạy qua đường xong. Không được bắn, từ từ đã. Mình cũng phải chạy theo bọn này ngay. Chứ bây giờ mà chạy xe, đây rồi, thấy rồi này. Á à, đủ. À, chạy à. Rồi, mình quyết định là không bắn. Bắn bây giờ là mình toang ngay. Mình toang ngay ngay luôn ấy. Tại vì là mình ngoài bo mà, bo này mà đóng. Nó đứng, nó thủ cho hai đứa. Ơ, có tiếng chân này. Một tên, thôi xong rồi. Bọn này cũng từ ngoài bo chạy vào này. À, thằng mặc đồ trắng này. À, được. Đứng ngó tôi này. Ok, clear team này rồi. Vãi mày, may mà chúng nó yếu máu. Thôi xong rồi. Trời ơi, trên kia có thằng nhìn mình kìa. Ôi bạn ơi, thôi, mình xin lỗi bạn ơi. Ui thôi, anh ơi, em xin lỗi anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Anh ơi, bình tĩnh, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà anh ơi. Em gọi là em có làm gì anh đâu. Ui, bình tĩnh anh ơi. Ui, ngon. Xả mốc lên rồi. Chết rồi, còn 7 giây thế này. Mình cũng không kịp sang rồi. Kìa kìa, nó còn đang lây nhuây, nó đang tìm mình ấy kìa. Má, khốn nạn nhờ. Bây giờ để làm sao để sang được cây. Bây giờ nó đứng trên nó câu cá thì thôi rồi. Chết mình. Bo thì co rồi chứ. Khó thế nhở. Bạn thò ra bạn bắn mình đi. Tớ đã quăng thêm quả sấm mốc ra. Ra chỗ cái sạc. Ủa thôi, không kịp rồi. Kìa kìa, nó trên đầu rồi, quả này toang rồi. Quả này gãy rồi. Không gãy được. Mình lặn qua là mình giết thằng này được này. Đậu phộng bạn luôn. Mình nặng như này bạn nhìn thấy làm sao được. Đấy, nó vẫn lây nhây ở trên kia kìa. Nào bây giờ là bạn ra đây. Hello bạn. Đâu rồi? Á à, đù này. Ra đây này. Ui vãi à. Nó mặc đồ cỏ. Mình chậm một nhịp với nó chứ. Ui hơi đen anh em ạ. Ôi nhưng mà không sao. Chúng ta cũng giết được trẻ trâu trong Mojinki rồi. Anh em nhớ để lại mình một like nha. Cảm ơn mọi người.